Sức khỏe Phi Nhung chuyển nặng, vợ cũ Bằng Kiều gửi 21.500 USD về Việt Nam làm điều bất ngờ. Ca sĩ Gigi Phương Trinh là người dìu dắt Phi Nhung khi mới qua Mỹ lập nghiệp và góp phần đưa tên tuổi của giọng ca bông điên điển nổi đình đám. Khi hay tin đàn em nhiễm Covid-19, tình hình sức khỏe chuyển nặng. Gigi Phương Trinh vô cùng xót xa, buồn bã và liên tục cầu nguyện. Tại Mỹ, cô đã thông báo hủy tiệc sinh nhật diễn ra trong tháng 9 vì không còn tâm trí để tổ chức. Tuy nhiên, Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung đã động viên Gigi. Dì đừng hủy buổi tiệc của dì, con biết mẹ con không muốn dì làm vậy đâu. Mẹ con sẽ không vui, với lại dì đang làm một việc ý nghĩa mà. Sau đó, Gigi Phương Trinh đồng ý giữ nguyên kế hoạch buổi tiệc, nhưng cô không nhận quà của khách tham dự. Thay vào đó, nữ ca sĩ chuẩn bị một chiếc hộp có dòng chữ món quà cho Việt Nam để mọi người cùng nhau quyên góp tiền mua máy thở, giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh tại quê nhà. Chương trình thiện nguyện được đặt tên là Phi Nhung và Hành Trình Không Gục Ngã. Sau kết thúc tiệc sinh nhật, vợ cũ Bằng Kiều nhận được 21.500 USD, khoảng 490 triệu đồng, và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền này về Việt Nam vào ngày 20 tháng 9. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà mình từng nhận được từ bạn bè trong ngày sinh nhật. Với số tiền nhận được từ bạn bè và thân hữu, đêm qua đã nói lên tất cả sự yêu mến và tin tưởng của mọi người dành cho mình. Vì vậy, mình sẽ không bao giờ làm phụ lòng những tấm lòng đó, cô chia sẻ. Trước việc làm ý nghĩa của Gigi Phương Trinh, quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã gửi lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn chị, người đã đem Phi Nhung đến với khán giả, người đã tạo nên cái tên Phi Nhung của ngày hôm nay. Và một lần nữa, chị lại đồng hành cùng chị Phi Nhung trong hành trình không gục ngã. Đây sẽ là nguồn động lực giúp chị Phi Nhung mạnh mẽ chiến thắng trong thời gian này. Khi nhắc về đàn chị Gigi Phương Trinh, Phi Nhung từng bộc bạch, chị Gigi, do tôi cuộc sống như hiện tại, do tôi tình cảm gia đình, do tôi kinh nghiệm và cách sống, tôi học hỏi ở chị rất nhiều, đến giờ tôi vẫn học hỏi ở chị. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid từ ngày 19 tháng 8 tại bệnh viện Gia An 115, nhưng bệnh chuyển nặng nên phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Hơn 3 tuần, Phi Nhung nằm điều trị tại khoa D, hồi sức tích cực, bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin không hay về sức khỏe của nữ ca sĩ. Ngay sau đó, phía gia đình và nghệ sĩ Việt Hương, người đại diện nghệ sĩ Phi Nhung tại Việt Nam, theo ủy quyền đã lên tiếng bác bỏ và cho biết hiện giọng ca bông điên điển vẫn đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc với gần F0. Sau khi tham gia hoạt động thiện nguyện rồi trở về nhà, Phi Nhung bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả dương tính với Covid-19. Ca sĩ Gigi Phương Trinh cho biết Phi Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện. Trước 3 ngày, Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ, xong dần trở nên nặng, không thở được và phải dùng đến máy trợ thở, cô chia sẻ.